Hôm nay các em sẽ đến với nội dung tập hợp hàng ngang và dòng hàng. Cán sự lớp sẽ chọn vị trí thích hợp, sau đó hô khẩu lệnh cả lớp chú ý 4 hàng ngang tập hợp. Đồng thời giơ tay trái sang ngang. Sau đó bạn đầu tiên sẽ đứng cạnh bạn cán sự lớp, khoảng cách là một cánh tay. Các em sẽ tập trung theo thứ tự từ cao đến thấp. Sau khi cả lớp đã tập trung, cán sự lớp sẽ hô dòng hàng, khẩu lệnh nghỉ, nghiêm, nhìn phải, thắng. Khi có khẩu lệnh, bạn đầu hàng sẽ đứng nghiêm, các bạn còn lại sẽ đánh mặt sang bên phải, gióng cho thẳng hàng, mỗi bạn cách nhau một trống tay. Cán sự lớp hô thôi thì các em bỏ tay xuống. Sau đây các em sẽ cùng tập theo nhịp hô của thầy. Các em chuẩn bị nghỉ, nghiêm, nhịp phải, thắng. Thôi, chúng ta cùng tập lại lần nữa. Các em chuẩn bị nghỉ, nghiêm, nhịp phải, thắng. Thôi, sau đây bạn cán sự lớp sẽ hô để cho các em tập. Các em có 5 phút để xem lại kiến thức vừa học, sau đó thầy sẽ gọi một số bạn lên kiểm tra. Sau đây các em sẽ đến với phần điểm số. Cán sự lớp hô khẩu lệnh nghiêm, cả lớp từ 1 đến hết điểm số. Các em sẽ đánh mặt và điểm số từ phải qua trái. Bạn cuối cùng sẽ hô số của mình và hô hết. Nghiêm, cả lớp từ 1 đến hết điểm số. Ở trường hợp lớp xếp thành nhiều hàng thì khi hàng số 1 hô hết thì tiếp tục bạn đầu tiên của hàng số 2 sẽ hô tiếp tục số tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết bạn cuối cùng hô số của mình và hô to hết. Sau đây chúng ta sẽ tập luyện. Cả lớp chú ý nghiêm, cả lớp từ 1 đến hết điểm số.